Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại Phương đang có mặt ở trên đường Thành Thái, quận 10. Cái chỗ này là gần ngang ngã tư đường Thành Thái với Tô Hiến Thành đó các nhà. Cái đường này bây giờ là bán bông hoa kiển Tết nha các nhà. Cái khúc này là chuyên bán mai nha các nhà. Trước mặt cô chú anh chị đây là một cây mai rất là đẹp luôn. Nó nở bông hết rồi. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, ngày đưa ông Táo nha cô chú anh chị. Còn khoảng chưa đầy một tuần nữa là bước qua năm mới rồi. Cái khúc này là Thành Thái này là chuyên bán mai nha các nhà. Ở khúc ở dưới kia thì bán mấy cái cây bông hoa chụp Tết đó. Cái khúc này là mai, hai bên đường là mai không nha. Tại ở bên này, ở bên kia đường nữa nè các nhà, thấy không? Đó. Hôm nay người ta lên bông hoa rất là nhiều rồi các nhà. Quay cô chú anh chị mình xem nha. Đây đây này ha, mai quá trời luôn nha. Đó. Cái cây này nó nở rồi cả nhà, mai mới 23 mà nó nở. Tôi đi một vòng thấy chỗ này có cái cây này là nở nhiều nhất cả nhà. Có cái hai cái anh này đứng đang đến mua hay gì đó. Nở quá đẹp luôn. Cây này không biết nhiêu tiền. Đẹp quá. Mua hay là thuê đó cả nhà. Cái này mua hay là thuê vậy anh? Thuê hả? Anh thuê đó cả nhà. Thuê chừng mấy ngày Tết ra. Nở quá đẹp. Ở đây còn thấy nó còn rất là nhiều nụ luôn nè. Rất là nhiều nụ luôn. Nở vàng đẹp quá. Thuê chừng mấy ngày Tết. Đẹp không cả nhà? Quá đẹp luôn, cái gốc này, quá to. Mới hỏi luôn cả nhà, hai anh này thuê cây mai này về để chừng qua Tết 15 triệu cả nhà. Quá đẹp. Đây khi xe ba gác tới chở cây mai này cả nhà. Này cái chậu nó to lắm, nó nặng lắm, mấy người khiêng luôn đó nha. Số người khiêng luôn, không biết lên nổi không. Quá đẹp. Bây giờ tới ngân hàng cũng phải có người đi theo để ginh xuống chứ hay đâu mà ginh nổi, 5-6 người ginh mới nổi. Quá trời mà. Mấy cây này thì nó ra nụ nhiều thôi, nó chưa có nở nữa nha. Quá trời. Gốc nè. Biết mấy cây này bao nhiêu năm tuổi, chắc cũng lâu lắm nó mới lên được cái gốc to vậy á. Khu này là mai không à. Cây đó nãy thuê 15 triệu á, anh đó bên ngân hàng thuê á. Thuê chừng qua Tết trả. Mấy cây đó mua chắc tính tiền trăm quá. Quá trời mai luôn. Chỉ mấy cái cây nào mà gốc to to dáng độc quay cho cô chú anh chị mình xem. Này nó chưa nở nữa nha, mới 23 Tết rồi. Chưa nở ra nụ quá trời luôn. Cái này chừng 4-5 bữa nữa là bắt đầu nó nở rồi. Cây này gốc to ghê luôn. Thấy độc ha. Gốc to mà thân cũng to nữa, nó chỉa mấy cành nhỏ nhỏ nè. Đây hình như khu này là mai bonsai hay gì đó nha. Nhỏ tạo dáng nè. Mai bonsai nè. Dọc dọc này hai bên đường là mai chưng để cho thuê hoặc bán luôn nha. Mai bonsai. đẹp quá. Mấy cái mài tạo cái thế rất là đẹp luôn đó nha. Góc rồi. Này mai bonsai ha anh? Dạ. Tạo thế đẹp quá, cây nhỏ nhỏ không ở góc đã ghê không. Mấy cái nhỏ nhỏ này không biết bao nhiêu tiền, cái gốc nó to vậy không muốn cao nữa nha. Có con cây này mai này cây này cổ thụ gốc to kìa. Có hai cây mai trồng tạo cái dáng đẹp kìa. À, đẹp không? Rất đẹp luôn. Đường dài cũng này mai không à nha cả nhà. Nguyên một cái đoạn đường dài luôn, cả 100 mét á. Hai bên đường luôn chứ không phải bên này không nè. Ở bên kia đường nữa nha. Qua bên kia đường thấy có mấy cây mai khủng lắm nè. Nè, mấy cây mai. Bây giờ nó chưa có nở bông nên chưa có thấy đẹp đó cả nhà. Nó ra búp búp xanh xanh không à. Mấy cây ở đây cái gốc rồi. Quá trời. Đây bên đây có những cây mai có cái dáng mấy dáng đẹp lắm đó nha. Cái bông nở đẻ ghê không? Nhiều luôn nha, cây lớn cũng có, cây nhỏ cũng có. Bên đây mấy cây nhỏ nè, mấy cây nhỏ này chắc mấy trăm ngàn nữa nha. Đây tao thuê không mua không nổi đâu, mấy cây này mắc lắm. Dán rất là độc. Thấy bên này có mấy cây mai nè, tạo dáng nghiêng nghiêng đã cả nha. Mấy cái bông này ghép hay sao, cái bông nó ra to, nở quá trời cánh luôn. Hôm nay thì nó có búp, nó chưa có nở nha, nên nhìn nó không có được đẹp đó nha. Giống như cây mai nãy anh chị anh thuê đó, nó nở hết trơn, nhìn đã. Mấy cái này là coi gốc, gốc nào cũng thấy to quá trời. Ồ, có cây mai nãy trồng cái gốc này quá bự luôn đó nha. Vài bữa nữa Phương ghé Phương lại Phương quay cho cô chú chị mình xem mấy lúc mà hoài nó nở, chắc khoảng tầm 3-4 ngày nữa là nó sẽ nở hết. Khúc này là chiên mai luôn. Ngay chỗ ngã tư đường Tô Hiến Thành với đường Thành Thái nha cả nhà. Chú anh chị có đi chợ hội Hoa Xuân thì ghé đi tham quan nha. Quá trời mai ngoài đây luôn. Mấy cái này người ta làm giống như bonsai á, tạo. Phát hiện cây mai ở đây rất là khủng luôn. Cái gốc to nè, cái cành thì nó chỉ tia lên đẹp quá cả nhà. Cái gốc quá to luôn, thấy không? Cái này nó chưa nở nè, có búp thì nó nở là đẹp lắm luôn á. Quá khủng luôn à, cái chậu à. Oh, quá bự. Nó chưa có nở nên không có thấy bông được, nhìn nó cũng không có được đẹp nữa nha, thấy cái dáng nó thôi. Đây có rất nhiều mai luôn này ở nhà. Khúc này thấy cây mai nào cũng khủng không. Mai vàng Trà Vinh bán và cho thuê. Rồi đi tiếp nha cả nhà. Bên này thì bán thanh long. Wow, thanh long này không biết trồng hay là cắt cành cắm vô đây trái quá trời luôn. Chiên 3 ngày Tết được rồi. Không, hành lòng quá trời cháy. Đỏ nè đã. Biết nhiêu đầu rồi, quá đẹp luôn. Nãy giờ đi dọc cái đường này mới thấy chỗ này bán thanh long chân Tết này nha. Mấy chỗ kia không có, mấy chỗ kia bán mai với lại mấy cái cây hoa cảnh thôi. Lòng. Rồi tiếp. Đây bán cút mâm xôi, gian hàng chỉ chuyên bán cút rồi cả nhà. Đây bên đây màu gà nha, màu gà Vạn Thọ, màu gà Vạn Thọ, cút mâm xôi rất là nhiều luôn. Bên này cút mâm xôi bên này cũng nở tương đối nhiều rồi cả nhà, đẹp quá. Nở rất là nhiều luôn. Đây có cây đào, thì nãy giờ mới thấy được một cây đào. Đây đường này chủ yếu bán mai thôi cả nhà, không thấy đào. Mai không à? Này hai cái gánh hoa hồng. Cây này giống cây, không biết phải cây tùng không cả nhà. Wow, đẹp quá, để cao ghê, quá trời luôn. Ta có gắn mấy cái lồng đèn nhỏ nhỏ lên trang trí màu đỏ cho nó nhìn cho nó đẹp quá cả nha. Đây bán mấy cây này rất là nhiều luôn. Ở đây cũng thấy có cái cây gì vậy này, nó cháy quá trời luôn người ta. Cây này cháy đỏ nè. Cây này cây gì vậy hả? Kim ngân lượng. Kim ngân lượng hả? Này cháy thiệt hả anh? À, trái của nó luôn hả? Trái nó chứ. Tới thiệt cái nhà nhìn giống bằng nhựa ghê luôn á. Tới thiệt kim ngân lượng nha. Dạ. Trái cùm xê luôn, màu đỏ đẹp không? Gắn lên cái chậu hình con cá màu vàng luôn nè. Cái này mình bán bao nhiêu chậu anh? À, con cá nhỏ này thì 1,5 triệu. Với trong cả con cá và cả 3 cây. Dạ. Con cá lớn thì 3 triệu. Dạ. Cái này 3 cây vô chỗ này nha. Cái trái nó màu đỏ đẹp luôn. Cá chở kim ngân lượng. Cá chở kim ngân lượng. Cá vàng luôn nha cả nhà. Đây bên này mấy cây mai trấn thủy nè. Cây này mai trấn thủy nè cả nhà. Đẹp quá. Chỗ này bán mấy cây hình bonsai có tiểu cảnh rồi nè, thấy không? Đây. Dạ, kim ngân lượng nha, 3 cây 1,5 triệu nha cả nhà. 1,5 triệu một chậu nha. Có 3 cây có trái trồng luôn. Rồi tiếp. Đi hai bên đường này thôi là ngắm hoa là ghiền luôn đó nha. Này cũng vậy, cây đu đủ à, cây đu đủ à, tạo dáng đã không, tài lòng. Dáng nó cong nhưng mà quá trời trái luôn đó nha, nó cao mà nhiều trái rồi. Trời, đu đủ, bưởi, có cây nhãn ở trong nữa kìa. Rồi cái tắc á. Tắc đẹp vậy. Thì tắc tạo hình bonsai luôn đó nha. Rồi trái sum xê luôn, vàng tươi luôn. Quá trời. Đã quá. Đây cây bưởi nữa nè. Cái này vú sữa. Rồi khúc này hết mấy cái cây bông hoa, tới khúc kia là hoa mai không cả nhà.